Xin chào tất cả các bạn và các anh chị đã quay trở lại với kênh In Ấn Phan Thiết. Thì đợt trước mình có làm một hai cái video về giới thiệu về nghề photo và cái cách mở tiệm photo như thế nào. Thì mình thấy các bạn có xem rất là tích cực và cũng có gọi điện hỏi mình. Thì tuy nhiên bây giờ thì đó là những một số cái video mới bước đầu thì nó không có rõ hơn. Nên bây giờ mình sẽ nói cho các bạn rõ hơn về cái những cái điều kiện để mở được một cái tiệm photocopy và in ấn để phục vụ kinh doanh cho mình. Thì trước tiên để mở được một tiệm photocopy thì các bạn trước nhất các bạn phải biết về cái kỹ thuật photo cái đã. Đó là cái điều thiết yếu. Về cái thuật photo thì nếu các bạn chưa biết thì các bạn có thể là đi tới những cái tiệm photo ở gần mình hoặc là ở nơi đâu đó mà bạn liên hệ được thì các bạn tới đó các bạn học nghề. Thì cái nghề photo này thì học tầm khoảng từ 3 tháng thì các bạn mới nắm được hết những kỹ thuật của nó. Thì trong kỹ thuật photo thì nó có về cái photo sổ hộ khẩu, photo sách, photo chứng minh nhân dân, còn một số tài liệu photo như tỷ A4, photo một mặt, hai mặt, photo ghép mặt thì nó đơn giản hơn. Thì các bạn cứ tới đó học thì người ta sẽ chỉ cho các bạn. Và sau khi các bạn rành về kỹ thuật photo một chút rồi thì các bạn sẽ tìm hiểu về cái cách tính giá tài liệu như thế nào và cách nhận tài liệu như thế nào. À, để biết khi nào chúng ta về chúng ta sẽ mở ra và chúng ta sẽ cạnh tranh với những cái tiệm. Nếu mà chúng ta có những cái tiệm gần đó thì chúng ta sẽ phải cạnh tranh, thứ nhất về giá đã, và thứ hai là cách tính thành phẩm để một cái tài liệu để mình nhận mình phô như thế nào, và bao gồm là phô một tờ là bao nhiêu tiền, rồi cái phô tờ bì, rồi đóng tập, dán keo. À, rồi ra thành phẩm một bộ là như thế nào thì chúng ta phải biết tính giá để chúng ta làm sao có giá cạnh tranh nhất đối với một số tiệm mà đang ở gần chúng ta. À, tiếp theo sau khi có các bạn cái bước thứ nhất các bạn hoàn thành rồi thì tiếp theo là các bạn quyết định hướng coi thử là các bạn nếu mà có cái mặt bằng của nhà các bạn mở tại nhà thì ok hơn, tại vì cái mặt bằng mình sẽ giảm được cái chi phí theo mặt bằng. Còn nếu mà mình không có mặt bằng nhà, không có tủ tốt thì các bạn có thể thuê ở ngoài. Thì thuê mặt bằng thì các bạn nên chọn những cái mặt bằng gần trường học. Và tốt nhất là các bạn nên chọn những cái mặt bằng gần trường trung học hoặc là trung học phổ thông, tức là cấp 2 và cấp 3 đó. Tại vì cái số lượng phô đề thi, phô tài liệu kiểm tra ở hai cái cấp trường này tương đối nhiều, và học sinh cũng tương đối nhiều và tài liệu cũng tương đối nhiều, do đó thì các bạn sẽ thuận lợi hơn kinh doanh. Còn nếu không thì các bạn sẽ chọn những cái địa điểm mà gần các cơ quan ha, còn các cơ quan thì sau khi chọn địa điểm rồi các bạn đã xác định được địa điểm thì bây giờ là tới phiên cái phần máy móc. Thì máy móc trên thị trường hiện nay thì nó rất là nhiều, bao gồm là các dòng như là Toshiba, Sharp hay Ricoh. Thì mình đã mở tiệm được cách đây đến nay là khoảng 6 năm thì mình đang dùng dòng Ricoh ở đời là 1075 và 2075 thì mình thấy nó rất là ok, máy nó chạy rất là êm, linh kiện rất là bền, chạy rất là bền. Và linh kiện thay thì tương đối là giá thành cũng rất là ok, rẻ và dễ kiếm nữa. Do đó thì mình khuyên các bạn là nên là chọn dòng Ricoh thì tốt hơn. Tại vì đối với một số cái dòng Toshiba đó, thì theo mình tìm hiểu thì cái giá thành đầu lúc đầu mua thì nó tương đối là rẻ hơn một chút thôi, khoảng 5-6 triệu. Thì tuy nhiên là khi mà sử dụng thời gian ấy, thì máy móc nó hay hư hơn là cái dòng đi cấp, cái độ bền của nó ít hơn và chạy cái máy nó kêu, tiếng động cơ nó kêu bự hơn. Do đó là mình
khuyên các bạn là nên sử dụng dòng nguyên cấp. Hiện nay thì theo xu hướng thị trường hiện nay thì trên thị trường hầu như là các tiệm ô tô đó có cái xu hướng là chuyển qua những cái dòng nguyên cấp hết để xài. Cái nữa, trong cái thời gian mà nãy mình quên nói là trong cái thời gian học ô tô thì các bạn cũng nên học thêm một số cái như là sửa một số lỗi đơn giản của máy ô tô, có thể thay được những cái linh kiện đơn giản, ví dụ như là phải biết, ví dụ như mình phải biết được thay cái cụ dầu nè, rồi có thể là mình học thay kỹ thuật thay trống, nó cũng đơn giản thôi. Nếu các bạn tiếp xúc khoảng người ta thay khoảng 2-3 lần thì các bạn có thể là làm được. Còn nếu không thì các bạn sẽ tới cái chỗ mà mình mua máy đó, mình kêu người ta sẽ hướng dẫn kỹ thuật cho mình luôn, rồi sau đó thì mình sẽ tự từ mình mày mò thêm và mình sẽ tự thay được. Chứ còn nếu mà học mở một cái tiệm ô tô mà các bạn phải không biết về kỹ thuật sửa máy nữa thì các bạn rất là tốn kém về chi phí sửa máy, tại vì đa số nếu mà gặp thợ tốt thì không có vấn đề gì, còn nếu mà gặp thợ mà chưa lành nghề lắm mà vô mà cứ đụng gì cũng thay hết thì cái tiền mà làm ra của mình sẽ chi phí rất là khó khăn cho công việc sửa máy. Đối với ngành ô tô thì hiện tại để mà mở được một tiệm ô tô thì các bạn nên là mới đầu thì các bạn mua một cái máy ô tô đi cấp dòng theo dòng máy lớn một chút, ví dụ dòng máy là khoảng 75 tờ phút, thì dòng đó mình có, ví dụ mình mới khi mình nhận số lượng nhiều, ví dụ một lần mình chạy 1.000 tờ hay là 2.000 tờ thì nó chạy rất là bền. Chứ các bạn đừng có mua cái dòng máy nhỏ quá, dòng máy có mười mấy triệu, dòng máy nhỏ quá thì các bạn chạy với cái số lượng đó thì máy nó nóng và nó sẽ gây ra một số cái hư hao rất là nhiều. Sau khi các bạn chuẩn bị được một cái máy ô tô rồi thì các bạn cũng nên là chọn một cái máy tính để bàn. Thì máy tính để bàn các bạn nên chọn những cái dòng mà như Core i5, Core i3, Core i3, Core i5 và RAM cái 4GB là được. Thì các bạn sẽ có cài, tức là trong khi đi học nghề đó các bạn cũng nên tìm hiểu qua là hai cái phần mềm, ví dụ như phần mềm Photoshop hay là phần mềm Corel, phần mềm thiết kế đó, nó rất là tiện dụng khi chúng ta mở nghề ô tô. Tại nghề ô tô của ta là bao gồm không phải phô không, và chúng ta sẽ tận dụng thêm là ví dụ như là đánh văn bản, làm giấy mời, in bì thư thì chúng ta sẽ dùng phần mềm này để chúng ta thiết kế. Thì khi mua máy về là các bạn nên cài hai phần mềm này vào để chúng ta tiện lợi hơn sau này, giúp ích cho công việc chúng ta. Về máy in màu, hiện tại bây giờ thì trên thị trường rất là nhiều loại, cũng nhưng mà mình thấy là mình đang sử dụng cái dòng máy Epson 1430W, máy A3 thì nó rất là bền. Cái thứ hai là mình được in cái khổ lớn, in khổ A3 và rất tiện lợi và mình có thể in được. Nhưng mà khi mà các bạn chọn mực màu thì các bạn nên chọn cái mực Bitmain. Tại mực Bitmain đó là khi các bạn in ra, ví dụ các bạn in lên thư mời, in một số tài liệu quan trọng cho cái trường, in giấy khen, thì cái mực khi mà đụng nước thì nó sẽ không có lem. Thì các bạn đừng có thấy mà các bạn nghe tư vấn là mực nước giá nó rẻ, giá thành nó rẻ, thì đúng là nó rẻ, nhưng mà khi mà các bạn in ra rồi thì một thời gian ấy, khoảng các bạn để treo hình trong nhà khoảng 6 tháng thì nó cũng sẽ bay, nó bay màu. Hay là mình in ra xong khách hàng về mà lỡ có đụng nước chút nó bị lem, thì do đó mình khuyên các bạn nên là khi mà sử dụng máy in màu thì các bạn nên in luôn mực Bitmain để cho nó kháng nước và sử dụng công việc của mình rất là nhiều. Thì sau này mình sử dụng cái máy đó mình làm, mình in bì thư rất là tiện lợi. Tiếp theo nữa là bàn cắt giấy. Cái bàn cắt giấy thì các bạn nên, nếu mà các bạn mới mở mà chưa lấy thì các bạn nên chọn cái bàn cắt máy khổ A3, nhưng mà máy để trên bàn thì nó tầm hiện tại bây giờ trên thị trường nằm khoảng 2.9 triệu thì cũng cắt được rồi, các bạn đừng có sắm gì vội, các bạn cứ dùng cái nhỏ trước. Rồi một cái tiếp theo là một cái máy đóng kim lớn,
là đóng ghim giữa mà ghim tờ A3 gấp đôi lại các bạn đóng được. Đáng chi để các bạn khi sau khi các bạn photo mà cái sổ học bạ cho học sinh đó là các bạn đóng được cái ghim ở giữa. À, máy này đóng được ghim ở giữa. Rồi. À, bạn cắt giấy nhỏ thì bạn cắt giấy nhỏ để mình sử dụng là cắt thành phẩm cái sổ hộ khẩu rồi cái chứng minh nhân dân, kéo kim và một số dụng cụ đừng mình thấy gì tiện lợi thì mình mua thêm. Đó thì các bạn mà khi mà muốn mở một tiệm photo thì theo mình thì mình chia sẻ như vậy, tại vì mình không phải là một thợ photo chuyên nghiệp, mình là học bên ngành khác. Nhưng sau này mình đi ra thì mình mới mở tiệm ở đây được 6 năm và cũng từ từ, lúc đầu mình cũng từ từ mua ít một, rồi sau đó là mình trong quá trình làm thì mình sẽ thấy những cái vật dụng nào hay là những cái hình thức nào mình làm nhiều hơn thì mình mới là sắm cái máy đó kìa, mình làm những khách hàng nào đặt những cái món hàng nào làm sách đó về từ từ thì mình sẽ có kinh nghiệm. Đó là một số cái kinh nghiệm để mở một cái tiệm photo. Thì hy vọng là các bạn sau khi mà xem video clip này thì các bạn có thể định hướng được là mình cần làm gì trước để mình mở một cái tiệm photo, để các bạn không còn bỡ ngỡ sau khi mà các bạn có ý định mở tiệm photo. Nếu các bạn cảm thấy cái đoạn video clip này mình làm có ý nghĩa thì các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ để mọi người cùng theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các đoạn video clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.